Xin chào các bạn, mình là Thị Dung đây. Hôm nay Thị Dung sẽ giới thiệu cho các bạn về trái thần kỳ. Trái thần kỳ là gì sao? Ta gọi là trái thần kỳ là gì? Khi ăn cái trái đó vào thì chúng ta sẽ ăn chanh. Ăn chanh vào thì nó mất đi cái vị chua, mà ăn rất là ngon luôn á. Chẳng những mất đi vị chua mà còn hơi bị ngon nữa đó. Cho nên người ta gọi là trái thần kỳ. Bây giờ Dung sẽ đi ra mà sau giường của chị Trang Trần Thu Thanh nè. Dung sẽ hái trái thần kỳ đó cho các bạn xem cái cây thần kỳ này nó như thế nào nha. Đây, sau lưng của Dung là cây thần kỳ này. Đó, các bạn xem. Trái nè. Và cái trái nó như vậy nè. Dung sẽ hái. Đây, cái trái nó như vậy nè. Chào các bạn. Đây là cái trái thần kỳ mà mình mới vừa hái vô nè. Bây giờ Dung sẽ mời chị Thu Thanh vào đây cùng ăn với Dung. Ớt với chanh với Dung nha. Đó, bây giờ Dung sẽ đổ cái dĩa thần kỳ này vô đây. Đây là trái thần kỳ mà Dung mới hái nè. Còn đây là ớt xanh. Ớt này cay, ăn cái là té lửa luôn á. Đây, cái này cũng là ăn giờ té lửa luôn. Còn chanh này các bạn như khổng như không, các bạn có thể ăn được cái trái chanh này hết không? Không bao giờ. Chỉ sự hỗ trợ của trái thần kỳ này là các bạn có thể ăn được hai cái luôn nha. Bây giờ Dung sẽ Thì Dung và chị Trang Trần Thu Thanh sẽ ăn chanh và ớt cực kỳ như thế nào cho các bạn xem. Bây giờ Trần với Dung luôn ăn thử trái chanh cho các bạn xem ha. Cái vị ngọt, vị này là vị chua mà vô lưỡi của Trang Trần với thì Dung sẽ biến thành ngọt. Trang Trần với Dung sẽ ăn hết trái chanh này. Thì thôi bây giờ em với chị sẽ ăn trái thần kỳ. Lưỡi nó ngọt hết biết luôn, bởi vì người ta
nói là ăn nhiều lạm dụng sẽ hư ba tử, đúng thiệt các bạn. Cái này là ăn mà để là khoe khoang thôi, ta đang ăn chắc giỏi thôi chứ thật ra là ăn cực kỳ vô. Nó ngọt các bạn ơi, nó có vị ngọt nhưng mà nó cũng có cái vị chua, đúng nhưng rồi mà hơi chua nhẹ thôi, nhưng mà nó ngon, nó ngon như là mình ăn cam mà nó có hơi chua chua, ăn cam hơi chua chua. Đúng rồi, như là những người nào mà cơ thể cần nạp đồ chua, vitamin rồi vô, vitamin C rồi vô, các bạn ăn không được á, hỗ trợ cái này vô, ăn trái thần kỳ hỗ trợ vô sẽ được hết. Các bạn chắc là giảm cân rồi đó. Giảm cân á, đừng bao giờ ăn chanh nha, ăn về phá bà tử thấy bà luôn á. Tại vì ăn vô nó ngon quá rồi, cái việc ăn ăn vô đó rồi sẽ thế nào cũng banh cái bà tử mình ít thôi. Ví dụ ăn chanh ngày người ta dặn là ăn chanh giảm cân, trái ăn trái thôi, ăn quá đừng lạm dụng quá thì có thể giảm được, đúng không? Ví dụ một ngày uống một ăn một trái chanh thì ơi, bây giờ em theo thử nó có tác dụng cho cái vị đắng không nha. Em dùng sẽ ăn luôn cái vỏ chanh này coi nó như thế nào nha. Không hề đắng luôn các bạn. Không đắng hả? Không đắng. Chị ăn thử ơi. Rồi, để chanh chanh. Không đắng đó. Cái này là vỏ chanh đó, thè. Vỏ chanh nè. Trong đây là cái tinh dầu của vỏ chanh, các vị đắng như thế nào đó. Đúng rồi. Nhưng mà nó không đắng, không đắng nha. Nó chỉ có hơi hơi mùi tre. Hơi hơi có mùi chanh. Có tinh dầu chanh á, vỏ chanh á. Ăn vỏ chanh thấy ngon đó chị. Đúng rồi. Vỏ chanh ăn tốt mà. Tốt lắm á chị ơi. Thường mà không có ăn trái thần kỳ là cũng không bao giờ ăn được cái vỏ chanh đâu, tại vì nó vừa chua mà vừa đắng, nó khó ăn lắm. Ăn vỏ chanh được ngon, nói chung mà ăn vỏ chanh ngon, ăn được mà. Không biết dưới ớt nó có tác dụng như thế nào hả chị? Để mình ăn chanh đi rồi mình xử ớt, bởi vì cái này người ta nói là hỗ trợ thôi là đúng rồi. Các bạn đừng lạm dụng nhiều, lỡ lét bao tử nè, lỡ miệng nè, lỡ vòm họng nè, vì chất axit. Rồi Dung Lu ăn ớt thử phải không? Mọi người bây giờ Dung Lu xem chân chàng ăn vỏ chanh tiếp nha. Thì Dung sẽ ăn ớt thử coi coi nó có tác dụng gì ớt hay không. Ớt thì các bạn biết là nó rất là cay, cho nên là Dung muốn chắc ăn trước khi ăn nó Dung sẽ ăn thêm một chai nữa, tại vì em muốn chắc ăn chơi chứ em ăn vô nó cay quá Dung sẽ nổ sợ sợ. Bây giờ Dung sẽ ăn ớt nha. Chuẩn bị tâm lý, không biết nó như thế nào đây. Cái các bạn ơi. Rồi, chim chừng nô, nô luôn. Không dám ăn. Cái rồi bưng chai nhiều ba uống coi có mùi gì bên trong. Cái này là ca cà phê phải không? Cà phê ca vẫn ca bình thường nhưng mà có vị ngọt thôi, vẫn còn trong miệng vẫn còn vị ngọt trong nước ngọt. Nói chung là trong nước ngọt mình vẫn còn không ngọt nhưng mà nó cay, không có tác dụng cho ớt luôn nha, các bạn đừng ăn ớt nha. Không ăn đây là ca cà phê nhưng mà Dung uống vô á thì cái vị cà phê nó vẫn còn giữ được cái vị cà phê. Nó chỉ có vị chanh thôi. Ăn chanh thì cảm giác rất là ngon, như ăn cam vậy đó các bạn. Chanh rất là ngon, nó ngọt lắm. Nếu các bạn nào muốn ăn cái vỏ chanh thì cho có tinh dầu da. Các bạn đừng ăn luộc chanh mà ăn vỏ chanh không, như vậy nó sẽ có tinh dầu.
Rồi bây giờ các bạn biết kết quả nó như thế nào rồi chứ? Trái thần kỳ chỉ có tác dụng với chanh, chất chua, chất chua, chất chát, chua chát, cay, không cay có tác không dụng. Có tác dụng nha, các bạn nên nhớ ớt không có tác dụng. Chanh rất là ngon các bạn ơi. Thật ra là Dung Lưu và Chim Trần vẫn ăn hết được những trái chanh trên cái mâm này, nhưng mà sợ lạm dụng quá sẽ hư bao tử nên không dám. Nó rất là ăn trái thần kỳ vô, trái thần kỳ mình vô ăn trái chanh không còn lạm dụng. Chắc chắn là sẽ ăn hết, nhưng mà mình sẽ sợ hãi về cái bao tử của mình, tại vì thì Dung và chị Thu Thanh cũng không có nhu cầu giảm cân, cho nên là không phải dám ăn nhiều, cho nên là chị ăn cho các bạn xem thử là cho trái thần kỳ này có tác dụng với vỏ chanh như thế nào thôi. Trang Trần thì Dung luôn thị chào tất cả mọi người. Nhớ bấm nút đăng ký kênh Trang Trần Thu Thanh. Và đừng quên kênh của Thì Dung Lưu Thị nhé. Nhấn nút đăng ký bên bếp tay phải màn hình và mở cái chuông. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Dung. Nếu các bạn thích kênh của Dung, hãy nhấn nút like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh của Thì Dung nhé. Và bây giờ Dung xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.